mình đã mắc cô để vừa nhuộm tóc, vừa review và vừa kể cho các bạn nghe khoảng thời gian một tuần qua khi mà mình bị nó diễn ra như thế nào và mình đã trải qua những việc gì. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Gấu. Mình đã mắc, nhưng mà chuyện đó đã cách đây một tuần trước. Và hiện tại mình vừa mới test ngày hôm qua thì đã âm tính rồi. Cho nên là Gấu mới có thể ngồi đây và quay cái video này. Tuy đã âm tính nhưng mà mình chắc sẽ phải ở nhà thêm một khoảng thời gian nữa để tránh cho cái virus đang ở trong người mình có thể truyền đi qua người khác. Và chính vì ở nhà chán quá, Gấu đã quyết định order một cái màu nhuộm tóc, màu xanh lá cây của Lam Cream. Mọi người thấy là cái giọng của Gấu nó đang bị nghẹt nghẹt á, là vẫn còn đờm ở bên trong mọi người. Và cái ngày đầu tiên khi mà có triệu chứng xảy ra thì mình không có tin là mình bị Covid đâu. Mình chỉ nghĩ là mình bị viêm họng sơ sơ thôi. Hôm nay là nhìn sắc mặt của mình mới đỡ. Cách đây khoảng 3-4 ngày trước, trời ơi, nhìn Gấu tàn kinh khủng khiếp mọi người. Đây là dạng vegan. Mình rất là thích sử dụng những cái thuốc nhuộm vegan và không có oxy. Tại vì nhờ những cái thuốc nhuộm như vậy á, khi mà mình nhuộm xong và mình muốn nhuộm màu khác thì nó sẽ không có ăn cái màu chết lên trên tóc. Nếu như mà các bạn nhuộm những cái màu này hoặc là màu đỏ, người ta tẩy tóc đã rất là khó và tóc của chúng ta sẽ rất dễ bị hư tổn, tại vì phải tẩy lấy màu đi nhiều lần. Cái hạt màu của nó chỉ bám trên tóc của mình trong một cái thời gian cố định. Đây là màu Swan Queen nha mọi người, nữ hoàng đầm lầy. Đây là cái màu ở trên bìa, nhưng mà lúc mà Gấu nhìn trên hình á, cái màu nó ánh vàng hơn và nó không phải giống màu này lắm. Nếu mình nhớ không lầm thì thuốc nhuộm của Lam Cream thì nó sẽ hơi khô tóc một chút xíu, cho nên là sau khi mà mình nhuộm tóc xong thì mình phải cần dưỡng tóc thật là kỹ. Đầu tiên tất nhiên là chúng ta cần phải mặc áo đen, và các bạn sẽ cần những cái ví dụ như là cái bát để đựng màu nè, cái chổi và một cái lược chải. Và Gấu sẽ sử dụng thêm một ít dầu xả của bên L'Oreal Professionnel Absolute Repair. Mình sẽ bỏ một ít thôi, tại vì cái khối lượng này mình nhìn thấy đấy cũng khá là nhiều và màu nó cũng đã nhạt rồi. Sẽ lấy một ít nha. Ok, vô đây, rất không chạy, xíu xíu nữa. Cái dầu xả này là dành cho tóc hư tổn, cho nên là bạn nào mà tóc có vấn đề thì chúng ta sẽ sử dụng bộ dầu gội dầu xả đó. Nó có màu vàng như này. Nó rất thơm. Oh, thank God. Thì mọi người có biết là lúc mà Gấu bị Covid á, là Gấu không ngửi, không nếm được mùi vị luôn á mọi người. Mà bây giờ thì Gấu có thể ngửi được cái mùi của cái thuốc nhuộm tóc này, là Gấu rất rất là mừng luôn á. Tiên là mọi người có thấy là cái không gian ở đây nó hơi khác khác so với bình thường không? Giới thiệu với mọi người, đây là không gian của nhà người yêu Gấu. Đúng rồi, ngày 14 tháng 2 là ngỏ lời luôn mọi người. Và sau vừa mới ngỏ lời xong thì qua ngày hôm sau là Gấu dính Covid luôn. Rồi ngày 16 là bạn đó cũng dính. Cho nên là đây là một cái kỷ niệm vào ngày 14 tháng 2 rất là đặc biệt đối với hai đứa. Cái hôm đầu tiên là cái hôm 15 á, cảm giác giống như là viêm họng rồi. Mình vẫn chỉ nghĩ là da mình viêm họng thôi, chứ không có gì xảy ra đâu. Tại vì cũng sợ mọi người, hiểu không? Gấu không có sợ bị ốm hay là bị Covid, nhưng mà Gấu rất là sợ cái hậu Covid xảy ra. Qua đến ngày 16 thì thấy bạn nó có vẻ sốt rồi, thì phát hiện ra là hai đứa dính và vạch của Gấu rất là đậm luôn mọi người. Hai đứa cùng bị Covid cùng một lúc nhưng mà lại là hai cái triệu chứng khác nhau. Một bên á thì là bị viêm họng, rồi sốt chỉ có ngày đầu và ngày thứ hai thôi, còn những ngày sau thì có không sốt nữa. Bạn kia thì là bị sốt rất là nặng, gần 40 độ và còn bị nóng lạnh nữa, lúc nào cũng lạnh. Và trong khi mình thì đổ mồ hôi luôn á. Đến ngày thứ ba là Gấu bắt đầu chuyển sang đau họng rất rất là đau, đau đến mức độ mà Gấu không thể ngủ được luôn á. Ngày thứ tư là mình bắt đầu không ngửi thấy mùi, không nếm được vị giác. Thật sự thì Gấu cũng không có hoang mang gì lắm, khó ngửi được mùi nó cũng là một cái rất là thú vị.
mọi người cứ tưởng tượng á, là bình thường mọi người sẽ ngửi được rất là nhiều mùi, mùi những cái mùi mà mình không hề mong muốn, ví dụ như là mùi hôi nè, và xong mùi khói bụi nè. Còn gấu là hoàn toàn không ngửi được mấy cái mùi đó luôn, và gấu cảm thấy vui. Dạ, ai nói kìa, đây đúng là cái màu xanh mà gấu nhìn thấy ở trên mạng khi mà mọi người nhận ra luôn á. Cái màu này giống màu xanh của Joker đúng không? Nó làm tối cái màu tóc của gấu xuống. Gấu chỉ uống thuốc hạ sốt khi mà gấu, ba bạn gấu sốt trên 39 hoặc là 38 độ, uống double vitamin C. Ngoài ra thì gấu sẽ xông mũi, hò nước muối liên tục. Mà khi mà các bạn ở trong giai đoạn đang sốt thì các bạn có thể uống gói natri để cho bổ sung nước và điện giải, giúp cho cơ thể của mình không bị mất nước. Cơ thể mất nước thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và ngoài ra thì các bạn có thể tìm mua cái viên kẹo ngậm bảo thận trị đau họng cùng với lại cái xịt keo ong Vitatree. Đây là em mèo của người yêu mình. Dễ thương không? Mia, nhưng mà Mia hay hắt xì lắm. Nha. Ồ, Mia bị bệnh. Bây giờ thì mình sẽ để cái đầu này trong khoảng thời gian là 30 phút. Tại vì nãy giờ là mình làm cũng đã khá lâu rồi. Và mình sẽ đi gội đầu cho các bạn xem. Hello mọi người, đây là tóc của gấu sau khi mà mình đã nhuộm xong. Và có gội đầu tầm khoảng từ 1 cho đến 2 lần để xem coi cái độ ra màu của nó như thế nào, thì mình mới quay lại cái video cho các bạn. Sau cái buổi mà gấu quay cho mọi người thì gấu có sử dụng hết nửa cái số thuốc còn lại lên cho tóc của mình, thì tóc của gấu nó mới ra được đậm màu như vậy. Chứ lúc đầu sau khi mà gấu gội đầu xong thì gấu thấy là tóc màu nó sẽ hơi nhạt và nó sẽ giống như cái màu mà gấu có để ở đầu video. Nhưng mà thường á, khi mà tóc của mình nó đang nhạt như vậy, tụi mình gội đầu tầm khoảng 2-3 lần thì tóc nó sẽ xuống màu rất là nhanh. Cho nên là gấu quyết định là mình sẽ sử dụng nốt luôn cái số thuốc còn lại trong cái hộp đó. Tại vì trong cái hướng dẫn á, là người ta ghi là tóc ngắn sẽ dùng một hũ, tóc dài sẽ sử dụng từ 2 hũ trở lên. Thì muốn sử dụng tiết kiệm một chút cho nên là mình chỉ sử dụng nửa hũ và ép thêm là dầu xả để cho mình tăng cái dung tích lên. Nhưng mà đến lúc mà mình gội đầu ra thì mình thấy tóc mình rất là nhạt, và gấu nghĩ là cái màu trên tóc của gấu sẽ giữ được trong khoảng 1 tháng. Những cái phần nào mà nó tẩy trắng sáng thì nó sẽ ra là đúng cái màu xanh lá, còn những chỗ nào mà nó sẽ hơi vàng á, nó sẽ ra đúng cái màu xanh rêu hơn. Thực sự là gấu rất là thích cái màu này. Cái màu xanh này nếu như mà so với lại màu tóc tẩy á, thì cái màu này sẽ giúp cho da của gấu nhìn sáng hơn. Và ngay đầu video thì gấu cũng có chia sẻ là trước đây mình đã từng sử dụng Lab Cream rồi, và sau khi mà nhuộm tóc xong thì tóc sẽ hơi khô một chút. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là tuy tóc gấu vẫn bóng nhưng mà cái phần này nó sẽ hơi khô bằng một cách nào đó. Dù gấu có ủ tóc hoặc là gấu có ép thêm dầu xả thì sau khi mà gấu gội đầu xong thì gấu vẫn thấy là tóc của mình vẫn hơi khô. Đó là một cái khuyết điểm mà gấu cảm thấy không thích khi mà sử dụng của Lamgram. Nhưng mà nếu so các màu của các hãng với nhau thì gấu lại thích Lamgram hơn, tại vì Lamgram pha màu rất là trendy, rất là lạ. Còn với những brand khác thì họ sẽ cho ra những cái màu chính và sau đó mình sẽ mix các màu lại với nhau thì nó sẽ ra được cái màu mình thích. Và cái video vừa tâm sự và vừa nhuộm tóc sẽ kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cái video này. Và nếu như mà các bạn cảm thấy video này hữu ích đối với mình thì các bạn hãy đừng quên cho Gấu một like và ấn subscribe kênh channel với những bạn lần đầu tiên đến với kênh của Gấu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.